Nếu anh em có nhu cầu mua robot, hãy ghé ngay robotviet.com, nơi bán robot giá rẻ, an toàn, uy tín. Hello, xin chào tất cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Bloodroot nha mọi người. Thì cái báo nó cũng mới vừa bán lại, thì hôm nay mình sẽ có một cái clip xoay quanh về trái báo nha mọi người. Thì trái báo ai cũng biết là nó rất là mạnh về đánh si. Và ngày hôm bữa mình vừa cho đích phụ mình ăn, thì mình mới phát hiện nó thêm một điều nữa là nó có thể đánh được cả boss, cũng rất mạnh luôn mọi người ạ. Thì cái vụ đánh boss này là mình mới biết đây thôi. Thì hôm nay mình sẽ có về một cái clip trái báo, đó là sẽ thử dùng trái báo và chúng ta sẽ không sử dụng chiêu vơi, mà chúng ta chỉ sử dụng mấy cái chiêu bình thường, để chúng ta sẽ thử kết hợp với một cái melee, đó là cái long chảo hũ đi ha. Để mình coi thử cái mình đánh boss thì nó sẽ như vậy, là mình đánh một vài con boss, mình đánh con boss này và mình đánh thêm cả một con si thử, để mình test thử nếu như mà mọi người không có chiêu vơi thì mọi người có đánh si ngon hay không, hay là ví dụ như mọi người không có chiêu vơi thì mọi người có farm farm gọi là farm boss được ngon hay không nhé. Thì mình sẽ dùng cái nick chính của mình nhé mọi người, chứ mình không dùng cái nick phụ mình nữa. Thì trước tiên á, chắc mình nghĩ là mình sẽ gọi là rồi trước tiên chắc là mình sẽ random một trái quỷ nha mọi người. Trời ơi, bấm lộn cái nút kia nó bị tắt tắt clip à. Rồi bây giờ mình sẽ thử random ha. Random phát. Sẽ coi nó ra cái gì. Coi trái rào trắng à. Trái này sự mình rất là nhiều rồi mọi người ạ. À. Trái này mình không thể nào bỏ vào được rồi. Thì bây giờ mình sẽ coi coi nó có bán cái gì không. Sau mình sẽ lấy trái báo rồi ha. Có bán cái gì không. Trái cao su. Rồi không bán gì hết mọi người ơi. Thì chắc mình sẽ lấy trái báo của mình ra ha. Thì mình sẽ đi coi coi có boss không, và coi để coi mình đang đặng cộng cái điểm gì nữa. À, không có điểm trái quỷ rồi, mình phải tẩy cái phát nè mọi người ạ. À. Lý do là mình không có lấy cái nick phụ mình đánh á, mình làm cho mọi người xem á, tại vì cái nick phụ không có điểm tím, phụ vừa up trong chi hết điểm tím rồi, còn điểm tím nữa mà sai. Bây giờ mình sẽ tẩy lại ha, mình sẽ đăng melee và trái quỷ thường thường, mà hai cái điểm này mọi người rất là hay dùng. Đây, đó. Đó như thế này, chúng ta sẽ kết hợp giữa melee và trái quỷ nha mọi người, mà chúng ta sẽ sử dụng hai cái này, chúng ta đánh thử một hai con boss đi, để mình nghĩ chắc là boss thì bên đây chắc là Vector chưa đánh nè. Cho những bạn nào mà đang sử dụng trái báo mà chưa có luyện max cấp hoặc là chưa có luyện max skill coi như thế nào. Ủa không có con boss nào luôn. Vector mới vô à. Vector mới vô rồi mọi người, vậy thôi chúng ta sẽ ra chúng ta treo trước một con du biển đi ha. Chúng ta treo trước một con du biển chờ con boss nó xuất hiện. Là chúng ta sẽ treo trước một con rùa biển để chúng ta thử đánh rùa biển bằng trái báo và không sử dụng vơ nhé mọi người, chỉ sử dụng mấy chiêu này thôi. Đó, thì coi thử coi nó sẽ như thế nào. Nếu mà bật vơ lên thì ai cũng biết nó mạnh rồi. Còn giờ nếu mà chúng ta không bật vơ thì nó sẽ như thế nào nhé mọi người. Mọi người chờ đợi con rùa biển nó xuất hiện rồi xong rồi mình sẽ thử test cho mọi người coi ha. Thì bây giờ thì game đang chờ đợi nó up Noel thì chưa không biết nó làm gì hết, thì làm mấy cái gọi là mấy cái content sầm sàm hay là content vui vui cho mọi người xem thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ con du biển đầu tiên xuất hiện rồi mình sẽ test thử. Nếu mà chúng ta không dùng chiêu vơi, chúng ta sẽ kết hợp chiêu melee, đó là cái long trảo hũ coi như thế nào nhé mọi người. Rồi thì con si nó đã xuất hiện rồi nhé mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng trái báo không gọi là nó mình sử dụng cái trái báo mà gọi là nó chưa không cần dùng chiêu vơi để chúng ta đánh du biển nhé mọi người. Kết hợp với mấy cái melee này kia cái thứ vô nữa, coi thử coi nếu mà chọn là dùng trái báo chưa gọi là không sử dụng chiêu vơi. Ủa sao nó không đánh chúng ta, nó đánh chúng có một chiêu à. À vậy là thôi kệ đi, không quan tâm lắm. Nói chung là coi thử coi nếu mà chúng ta dùng trái báo mà không dùng vơi thì nó như thế nào thôi mọi người ạ. À. Còn đánh vô biển thì ai ồ nhưng mà hơi tiếc nha. Nếu như mà tất cả cái chiêu vơi, tất cả cái chiêu Z đó đánh điều chủng hết thì ngon. Vậy là tính ra chúng ta không cần bắn như thế này, chúng ta chỉ cần bắn như thế này chúng ta hạ ra liền là được rồi mọi người ạ. À. Cảm giác nhưng mà không có chiêu vơi nó yếu yếu như thế nào nhỉ. Nhưng mà quên mà được xung melee đó mẹ. Đó. Để dùng melee xong rồi chuyển qua đây đánh tiếp. Nhiều khi nó lại nhanh hơn đấy. Nhiều khi chịu ép 17k luôn kìa. Ngon 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 ngon. Cái trái báo mà không có chiêu vơi thì cảm giác nó khi mà chúng ta đánh du biển á thì nó cũng không như vậy thôi, không có gì gọi là quá đáng kể, nhưng mà không biết khi mà gọi là đánh boss nó sẽ như thế nào. Tại chúng ta thì kẹp chung với cái melee nữa mà mọi người, mà cái melee này thì quá là mạnh rồi. Mình cũng đang cố gắng random cho cái đích phụ mình nó ra cái cục lửa mà vẫn chưa ra. Chắc là mình sẽ clip sau thì mình sẽ random cái cục lửa nha mọi người, cố gắng random cái cục lửa để lấy cái
long chỗ hũ V2 cho cái phụ mình. Còn cái clip này thì kiểu làm vui vui cho mọi người xem thôi, kiểu như là nếu mà trái báo không có chu không không dùng chu vơi thì nó sẽ như thế nào thôi, chứ mà gọi về cái độ hiệu quả thì chắc là cũng cũng không có gì quá là đáng kể mọi người ạ. À, mình cảm giác như nhiều khi mọi người không dùng chu vơi nó lại hay hơn đấy. Chu vơi chỉ để khi mọi người bơi bơi thôi, tại vì mọi người bơi bơi thì mọi người cần spam chiêu các thứ. Còn nếu như mà đánh đánh boss này kia thì mọi người xài cái này thì mọi người sẽ kèm theo được melee. Đó, một con vua biển thì nó sẽ tốn đâu đó khoảng cũng 2 phút thôi. Đi bây giờ chúng ta sẽ về chúng ta đánh thử mấy con boss nha mọi người. Trời ơi, mỗi lần mà hình như là chó nhà hàng xóm á, nó biết mà mình bật clip lên mình quay hay sao á là nó sủa vậy á. Đó, mọi người nghe nó ồn không? Ồn thực sự á, thôi kệ đi. Bây giờ chúng ta sẽ ra chúng ta đánh thử con boss, nếu mà chúng ta không dùng chiêu vơi thì nó sẽ như thế nào nha mọi người. Không biết là có boss chưa, chưa có boss thì chắc là mình sẽ dùng Rubus mình triệu hồi luôn. Rồi, chưa có boss rồi, triệu hồi nhá. Triệu hồi làm cho bạn coi luôn. Chứ ngồi đâu mà hay đâu mà chờ đợi đấy, đúng không? Cửa hàng. Triệu hồi boss. Triệu hồi boss, hồi sinh các châm. Đây, 50 Robert, mình còn 72, xong rồi mình sẽ còn 72 Robert mọi người ạ. À, đấy, hồi sinh. Ok. Rồi he. Bắt đầu. Đây, boss đây, hồi sinh boss. Nếu như mà chúng ta không sử dụng UV, sao nó lại đánh hụt thế nhở? Đấy. Đó. Báo đốm. Hôm qua mình làm cái clip cho cái đối phụ mình hơi bất ngờ là khi mà mình đánh hết chiêu rồi á, mình có thể dùng đấm thường khiến con boss nó không đụng vào được người mình luôn mọi người ạ. À, mày cũng ghê phết đấy chứ, không cần phải gọi là quá nhiều, không cần phải gọi là combo gì hết. Cái trái này thì mọi người cái sờ băm mọi thoải mái thôi này, sờ băm thoải mái mà đánh này, mình thấy nó cơ động hơn á mọi người, mình cảm giác nó cơ động hơn, gọi là nhưng mà nó gọi là với lại nó được thêm đam nữa này mọi người, kết hợp với mấy cái melee, kết hợp với mấy melee nữa thì thấy nó khá là ngon ấy, phù hợp cho những bạn nào mà cài cài trái báo và thấy chiêu vơi nó khó khăn quá, khỏi cài chiêu vơi mọi người ạ. À, cài tới chiêu ép là được rồi. Rồi cái chiêu ép vậy là 200 mastery ấy nha, cái chiêu ép vậy mà 200 mastery mọi người ạ. À, tại vì cái chiêu ép nó là một cái chiêu tele, nhưng mà mọi người cái chiêu ép mọi người khi mà mình nhớ là biến thành báo đốm dùng được đúng không ta? À, chẳng dùng được, chỉ là biến thành báo đốm thì mọi người sẽ không dùng được melee thôi, còn như này thì mọi người dùng thêm được melee nó. Cái nào nó cũng có cái tiện của nó hết. Nếu mà mọi người không dùng chiêu V thì mọi người sẽ kẹp được dưới melee. Mà nếu kẹp được dưới melee thì mọi người biết rồi, một cái melee nó rơi vào bao nhiêu đam. Mọi người có thể dùng được kiếm nữa. Nhiều khi là bơi bơi mà mọi người không biến thành báo đốm thì nó sẽ hay hơn á nhỉ. Cảm giác như vậy á. Không biến thành báo đốm thì nhiều khi nó hay hơn á mọi người. Biến thành báo đốm thì đó, bấm lộn chiêu. Đáng lẽ là mình bấm ép á. Mày. Mày. Đó. Đây là một cái clip vui vui thôi nha mọi người, cho những bạn nào nhiều khi người ta chưa farm xong hết trái báo đốm, sau rồi người ta có động lực gọi là không cần chiêu ép, khỏi hoa mép luôn, kiểu như lỡ lười rồi cho lười luôn á, không thèm farm nữa. Một cái clip vui vui thôi, không có gọi là cái clip này không có gọi là hướng dẫn hay là chỉ bất cứ cái gì hết, gọi là làm cho bạn coi xem cho nó đỡ buồn, cho chúng ta chờ đợi cái ngày là mà nó update cái gì ta, update cái Noel, thì không biết năm Noel năm nay nó sẽ có cái gì, Noel năm nay thì nó sẽ có cái gì mọi người ạ. À, mình hy vọng nó sẽ ok lại biến thành báo rồi, mình hy vọng nó sẽ làm cái gì sự kiện gì dài dài, hoặc là sẽ Noel này nó sẽ chỉ cho mọi người thức tỉnh tập V4 luôn chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà Noel thì không biết là nó phải là cái update 18 hay không thì mình cũng rành nữa, thôi kệ đi, bỏ qua vấn đề đi. À, con boss này mình đánh cũng khá là lâu á, tại vì con này cũng khá là trâu mà mọi người ạ. À, nếu mình qua đánh Big Mom nữa thì tốn thời gian lắm, thôi mình không đánh Big Mom ha, mình qua mình coi mình đánh thêm con ở đảo phụ nữ đi, đánh con boss ở đảo phụ nữ đi mọi người ạ. À, đánh Bo Hancock đi. Đấy, được dùng melee thì cứ dùng melee thoải mái thôi. Kìa, à, được dùng melee mà, tại nói chung mình ra kèo chứ mắc gì không được dùng, mà mọi người muốn dùng gì mọi người dùng chứ có ai cấm gì đâu. Đây thì mọi người có thể ép góc quýnh á, ép góc quýnh á. Ngày mai chắc là mình sẽ có thể là mình nhiều khi là mình sẽ mua x2 bắt x2 drop drop á mọi người ạ. À, mình đặt mình lên đâm cái mình đâm cái cục lửa cho cái đất phụ mình, đâm cục lửa cho đất phụ mình.
lông chậu hũ nè, chắc là mình cũng phải lấy cái lông chậu hũ về nhà chứ. Mình thì tuy là mình bê bê cái lông chậu hũ rất là gà, mình thích bê bê vào cái sức khỏe của mình hơn, nhưng mà nói gì thì nói cái lông chậu hũ đâm rất là to mọi người ạ. Lông chậu hũ đâm to nhất, hình như là không to nhất thì phải, to nhất mình nhớ là cái gì ta, hình như là cái phải không ta, hình như mình nhớ là một là cái lông chậu hũ, hai là cái elixir đó. Trong hai cái đó không biết cái nào đâm to, không biết cái nào đâm to hơn. Vẫn không cần chịu vơi, vẫn khỏe nha mọi người, không cần chịu vơi. Vơi làm gì cho nó tốn công, chịu ép cũng được rồi. Mà mình không ngờ là chịu ép này nó lại nhiều mastery như vậy luôn á. Kỳ lúc mà mình farm trái báo cho cái nó chính mình lên max skill á, là lúc đó là mình bỏ ra mấy trăm robust rồi mọi người ạ. Mình với Pecto với Chelly, mọi người mình nhớ là bỏ ra như khoảng 150 robust để hất tỉnh boss, mở boss hết đánh cho mọi người coi á, tại vì lúc đó trái quỷ vừa ra mà phải làm nhanh. Gọi là ai cũng muốn có clip sớm, ai cũng muốn có clip sớm nên phải làm nhanh. À còn không biết là mấy bạn thích xài cái tộc nào nhất nhỉ? Mình thì mình thích xài tộc cá nhất, tộc cá xong rồi tới tộc thỏ nhá. Mấy bạn hay hỏi anh thích tộc nào nhất thì mình đương nhiên rồi, mình thích tộc cá, mình thích xài tộc cá nhiều. Trời ơi, mình xin nói lại là cái clip này làm vui vui cho mọi người xem thôi nha, không có mục đích nên gọi là hướng dẫn ai hết gì hết nha. Chứ không mấy bạn kêu ông chủ tịch bảo là trái báo khỏi cần dùng vơi làm gì mất công, dùng thêm mili nữa. Như trái báo nó mới bán thôi, mình biết thì có những bạn người ta sẽ chưa farm được max skill nên mình mới làm mấy cái clip như thế này cho bạn xem. Gọi là nếu mà không có vơi thì mọi người có thể đánh được boss hay là đánh được chú biển hay là farm cấp gì đó không đó. Thì được rồi, thì mình sẽ kết thúc cái clip này ta thôi nha mọi người. Thì mọi người thấy đó, nói chung là nó hơi chậm đó, mình cảm giác nó đánh như vậy thì hơi chậm đó mọi người. Có chữ vơi nó vẫn là hơn. Rồi cảm ơn mọi người đã chút thời gian để xem cái clip hơi tào lao của mình nhé. Bye bye mọi người, hẹn mọi người những clip sau.